Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh đầu câu Phi Nguyễn nha anh em. Hôm nay em lên cho anh em kỳ mới, kỳ này kỳ 260 nè. Kỳ 260 thì em lên, có lên cho anh em tổng cộng là 16 mã máy nè. 16 mã máy với 8 cặp cần anh em. Đó cần thì cặp hôm nay em có là 1m65. Đó, có hai cặp máy 65, có hai cặp máy 8. Có một cây cặp là 2m4, 2m7 anh em. Đó, thì đủ hết trơn ha. Rồi thì giá em báo trên video hôm nay là giá em chưa gồm phí ship anh em. Phí ship anh em đồng giá một đơn hàng là 30.000. Anh em mua hai mã em trở lên là bao ship cho anh em nha. Rồi số điện thoại chốt đơn anh em là 0779664430, em để ở đây. Kỳ video là kỳ 260 em để ở đây. Rồi anh em mua hàng anh em nhắn là kỳ 260 và mã số anh em chọn nha. Rồi em sẽ vô mã số đầu tiên cho anh em. Đây, cái mã đầu tiên là một con máy của Thái Lan anh em. Con máy của Thái Lan nha. Đó. Con này là một con Daiwa Long Carbon anh em. Daiwa Long Carbon. Con này là ST700B. Made in Thái Lan, con máy của hãng Daiwa. Lăng cước đẹp cho anh em nha. Thông số cước nè. Cước 2 anh em vô 150m, cước 3 anh em vô 100m và cước 4 anh em vô 70m. Xa máy con này xa tương đương 2.000. Máy quay một chiều có tiếng kêu cho anh em nè, chế độ 2 chiều cho anh em nè. Một chiều sẽ có tiếng kêu cho anh em nha. Rồi gạt cước ngon lành, xe máy 2.000. Máy của Daiwa nè. Con này mã số 1 anh em. Mã số 1 em bán cho anh em giá 200. Mã số 1 giá 200.000. Mã số 2 này nè. Mã số 2 một con Ryobi GX 2.000. Con máy này xe máy tương đương là, con này gato máy là 3.8 đây nè. Cước 2 anh em vô 230, cước 3 anh em 170, cước 4 anh em vô 100m. Xe máy tương đương đó là 3.000 nha nè. Tôi bên sống gà tốt, gạt cước tốt, lăng đẹp. Rồi, máy kim loại nha nè, máy kim loại. Máy quay một chiều sẽ có tiếng kêu cho nè. Chốt chặn ngon. Hai chiều cho anh em nè. Rồi xe máy 3.000, gato máy 3.8, máy kim loại anh em, máy hãng Ryobi Made in Japan nha. Con này hàng Nhật cái này. Ta quay là ta quay gạch nè. Mã số 2 giá 200.000. Đó, mã số 2 giá bán cho anh em là 200.000. Mã 3 nè. Mã 3 lên cho em con Daiwa, con này Daiwa Made in Thái Lan nè. Con này Daiwa nè, lời qua Daiwa Long Cat nha. Con này xe máy là xe 3.000, cước 3 anh em vô 150m, cước 2 anh em vô 200m nè. Lăng cước đẹp cho anh em, máy của hãng Daiwa nè. Thân cối carbon tua kim loại nè. Máy quay một chiều sẽ có tiếng kêu cho anh em nha. Máy của hãng Daiwa. Hai chiều cho anh em đây. Cái tô máy tương đương là 4 chấm. Daiwa in Thái Lan. Con máy này mã số 3 nè. Mã số 3 bán cho anh em con này giá 200.000. Mã số 3 giá 200. Tiếp theo là mã số 4 anh em. Mã số 4 là anh em con Daiwa Sprinter nè. ST650. Mô bin sống già tốt nè. Gạt ngon. Thông số anh em, cước 3 anh em vô là 100m, cước 2 anh em sẽ vô được 150, xe máy tương đương 2.000 cho anh em nha. Xe máy là 2.000, máy của hãng Daiwa. Tối cả con thân kim loại, tao quay kim loại nè. Tao quay kim loại. Máy da băng, cái tô máy 3.8, máy in da băng nè. Đó, Daiwa da băng. Rồi xe máy 2.000, máy chạy ngon lành. Mã số là mã số 4 nè. Mã số 4 con này bán cho em giá 200.000. Mã số 4 giá 200. Tiếp theo mã số 5 cho nè. Mã số 5 lên cho em con này con Ryobi GX 3.000. Ryobi GX 3.000, con này xe thật của máy xe tương đương là 5.000 cho nè. Xe thật của máy xe 5.000. Cứ 5 em 160m nha. Đó, trên cối nó không có thông số cước nè, mất cái tem thông số cước rồi nha. Cối carbon thân kim loại. Hàng này hàng máy in da băng nha nè. Máy chạy đây. Xe máy 5.000 nè. À, ngoại hình có rầy xước nha, con này ngoại hình có rầy xước nè. Gato máy 3.8 nè, gato máy 3.8. Con này mã số là mã số 5. Mã số 5 con này bán cho anh em giá là
200 luôn. Tiếp theo là máy số 6 nè. Số 6 là con Shimano SS nè. Shimano SS 2000. Con này là hàng Korea nè, made in Korea, Hàn Quốc xuất Nhật nha. Máy của hãng Shimano, cước 4 anh em vô 100, cước 3 140, cước 2 là anh em vô 200m. Gạt ngon, lăn đẹp, bộ pin sống gà tốt. Rồi máy chạy đây, máy chạy nhẹ mượt chứ nè, máy chạy ngon là 2 chiều chứ nè. Con Gato 4.2, 4.3 vậy đấy nè. Nè, Gato máy 4.2 nè, hình máy khá là đẹp ha. Máy rất là sáng vậy nè. Đó. Shimano xe 3.000. Máy ngon lành. Mã số con này, mã số là mã số 6 nè. Giá bán cho anh em 250. Mã số 6 giá 250. Tiếp theo mã 7 nè. Mã 7 lên cho em con Daiwa hàng da băng nè. Con Daiwa này, con Daiwa Sprinter T850. Daiwa Sprinter T850. Thông số đây nè. Cước 3 nhiêu 220, cước 450, cước 520m, xe máy 4.000. Xe máy là 4.000, máy chạy thì rất là nhẹ mượt. Đó, máy chạy ngon nha nè. Gạt nè. Lăn cước nè. Xe máy 4.000, ga tô máy 3.8 nè. Có carbon thân kim loại, tàu quy kim loại. Chế độ 2 chiều cho anh em nè. Con này Rico chế độ 2 chiều đây, anh em để 1 chiều chút chặn anh em chạy xài nha. Đó, 1 chiều chút chặn anh em xài. 2 chiều nó bị cứng anh em. Vậy anh em nói chung là anh em có vệ sinh được anh em vệ sinh nha. Rồi con này bán cho anh em giá 200 thôi. Mã số là mã số 7. Nó bị lỗi nút 2 chiều rồi thôi. Anh em xài bình thường. Mã số 7 giá 200. Tiếp theo mã 8 nè. Mã 8 lên cho em con này là một con Daiwa hàng da băng nè. Daiwa Sprinter T850. Gạt ngon nè, lăn đẹp, Daiwa Nhật, tao quay kim loại sáng chân luôn, cối là cối carbon, thân là thân kim loại. Rồi con này thông số nè, cước 3 như 220, cước 4 như 150, xe máy này xe tương đương 4.000, xe máy 4.000 cho anh em luôn. Cái hình con này còn sáng hơn cái con nãy vậy nè, 1 chiều 2 chiều là ok hết. Gia tô máy 3.8, xe máy 4.000. Con này mã số nè, mã số lên cho nên con này là mã số 8 nha. Mã số 8 con này em để cho anh em giá 208 nha. Mã số 8 giá 208 nè. Tiếp theo, mã số là mã số 9 nè. Mã số 9 lên cho em con Shimano này, made in Malaysia nè. Con Shimano này, con Shimano Navi 2000G nè. Xe máy 2.000, cước 250, cước 300m, cước 4 anh em vô 70 nha. Shimano Navi 2.000. Máy chạy thì rất là nhẹ mượt cho anh em luôn. Máy chạy 3 bạc đạn cho anh em. Máy chạy là 3 bạc đạn cho anh em nha. Mô pin sống gà tốt. Anh em xả siết của pin đeo chuột nha. Siết của pin vô nè. Đó. Anh em siết cứng rồi là cứng luôn nha. Nút buôn mở cối đây. Cối phía trong còn đẹp. Có phía ngoài có bị muối ăn nha, đem về vệ sinh muối rồi. Hoạt động thì ngon lành. Rồi, một chiều. Gia tô máy là 5.2 nè. Shimano Navi. Gia tô máy là 5.2. Con này mã số nè. Mã số con này mã là mã 9 nha. Mã 9 con này để cho nên giá 300. Mã 9 giá 300.000 nè. Tiếp theo mã 10. Mã 10 lên cho em con Utiga nè. Con này con Shimano Utiga 3.000 nè. Cước 2 anh em 220, cước 2.5 anh em 180m, cước 3 anh em 150, cước 4 anh em 100m nha. Xe máy này xe 3.000 Utiga Nhật Bản nè. Dòng máy cao cấp của Shimano. Máy chạy nhẹ mượt cho anh em ha. Tao quay là tao quay gặp. Gạt cước ngon lành nè. Máy xe 3.000, ga tô máy là 5.2 cho nè. Utiga. Hoàn được có rầy xước nha nè. Cối nó cũng bị muốn ăn nè. Nói chung hoạt động thì nhẹ mực.
ABS đầy đủ cho anh em đây. Rồi, con này mã số nè. Mã số này mã số là mã số 11. Mã số 10 nè, con này mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 em bán cho anh em con này giá là 10, để cho nên con này giá 450 nhé. 450 nha. Tiếp theo mã 11 đó nè. Mã 11 em lên cho em con này là con Shimano Alex 2000. Đó, con này made in Malaysia nè. Con này hỏi em có lên cho em một lần. Đó. Nói chung hoạt động nhẹ mượt, ngoại hình ok ngon lành. Một chiều, hai chiều đấy, máy quay rất là nhẹ nha nè. Máy này mượt lắm. Xe máy 2000 ga tô máy 5.2 ABS đầy đủ nè. Đúng ta quay đúng gỗ cho anh em luôn. Ta quay gặp. Rồi, ngon lành nha anh em. Xe máy 2000, cước 2 anh em vô 150 nha. Cước 3 anh em vô 100m, cước 4 anh em vô 70m nha. Cái tô máy 5.2, máy của hãng Shimano nè. Made in Malaysia. Con này hởm bán cho anh em giá 450 nè. 450. Con này hởm giá 450. Hôm nay được giảm cho anh em còn 400.000. Mã con này mã số là mã số 11. Giá con này là 400.000. Mã số là mã số 11, giá 400.000. Tiếp theo mã 12 nè. 12 em lên cho em con Shimano Accord nha, 4.000. Shimano Accord 4.000, cước 3 anh em vô 220, cước 4 anh em vô 150m, cước 5 anh em vô 110. Con này máy Malaysia luôn nè. Shimano Accord nha. Ngoại hình đẹp lắm anh em. Hình rất là đẹp. Nó chạy nữa nhưng mà nó chạy không đáng kể đâu nè. Nè, ví dụ như mặt này là anh em còn nguyên ken nè. Còn qua cái mặt bên đây, cái mặt bên đây thì nó cũng còn khá là đẹp. Nó chỉ chạy một cái chỗ nhỏ dưới đây thôi nè. Nè, cái phần này phần anh em gác máy dưới nè. Rồi, hoạt động thì ok cho anh em thôi. Nhẹ mượt cực kỳ luôn nè. Chốt chặn tốt nè. Ta quay là ta quay gặp. Lăng cước đẹp cho anh em nha. Rồi ga tô máy này 5.2 luôn nè. Ga tô máy 5.2 luôn, Shimano Accord 4.000, xe máy 4.000 nha. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được. Rồi máy bạch đạn đồ đầy đủ hết nha nè. Mã số con này mã số là mã số 12 nha. 12, con này để cho anh em giá là 400 luôn. 12 giá 400 nè, máy hình rất là đẹp. Quay rất là ngược luôn. 12 giá 400 nè. Tiếp theo mã 13 nè. Mã 13 lên cho em con này là một con Daiwa Tourmaline nè. Made in Japan nè. Con này thì ngoại hình nó mất cái thông số hết rồi nha nè. Nó mất thông số hết rồi. Cối thì nó còn sáng nè. Con này có kháng mặn, cối còn sáng. Đó, cối còn sáng nha. Ngoại hình thì nó bị chạy xước đó nè. Bị chạy xước. Rồi, cái dòng cao cấp đây. Daiwa Tourmaline. Con này á, kim loại nha nè, cái thân nó thân ứng bằng kim loại luôn nha, cái cối kim loại, ta quay kim loại luôn, có nói chung con này là máy kim loại đó. Thì con này xe tương đương là 4.000 nha, con này xe tương đương 4.000 nha, cái thân nó thân 4.000, đây cái thân nó thân 4.000, con này là con Shimano FX 4.000 nè, cái thân nó thân 4.000, cước 4 anh em vô tầm 150 tới 200m nha nè, cước 4 anh em vô tầm 150 tới 200m dây nha, tại vì cái này nó không có thông số, nó không có tên tuổi gì hết trơn anh em. Đó, cho nên em phỏng nha, em phỏng cho anh em cỡ đó. Nhưng mà con này nếu mà tính xe 5.000 cũng được anh em, nó sẽ lớn hơn cái con FX 4.000 nãy tí á. Con này thì có đặc biệt á là nó có cốt trợ lực. Con này bạc đạn em nghĩ tầm phải 5-6 bạc đạn á nè. Đây, ở trên đây, ở trên cốt trợ lực cũng có bạc đạn á nè. Trên đây còn có bạc đạn nữa mà. Em thấy không? Một bạc đạn ở đây nè. Con lăng này có bạc đạn nè. Con lăng này có bạc đạn nè, là 2 nè. Hai bên hông này là 2 nữa là hai bên hông cho 2 nữa là 4 nè, 4 chỉ chục giữa 1 và 5. Ít nhất là phải 5 bạc đạn nha nè. Ít nhất con này là phải 5 bạc đạn ha. Rồi, con đây qua tournament. Nói chung hoạt động thì nó hoạt động ngon lành hết, mất thông số thôi nè. Đó, ga tô máy nè. 1 2 3 4 5. Cái này ga tô máy 4.7 4.8 nè. Mã số con này mã là mã 13 nha.
13. Con này để cho anh em giá là 500 nha. 13 bán cho anh em giá 500 nghìn. 13 giá 500 nha. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mã 14 nha. Đây nè, 14 là con Shimano nè. Con này là con Shimano SP5 anh em, con máy chạy hai mặt đạn nha. Con này cái thông số đây nè. Cái thông số là cước số 12 anh em sẽ vô 160m nè. Cước số 10 anh em vô 200, cước số 8 anh em vô 240, cước số 7 anh em vô 280m. Đó. Con máy này full kim loại nha nè, máy full kim loại hết. Máy full kim loại hết cho nè. Máy của dòng Shimano. Mấy dòng Shimano đời cổ này anh em quay đầm đầm dữ lắm. Đầm ghê à. Phía trên thì đẹp nè, tại vì cái này nó cái cối này ở phía trên nó kiểu như nó có công nghệ chống muối ăn đó nè, cối trên sáng trưng à, có phía dưới này nó bị muối ăn, nhưng mà phía trên này ga dây anh em yên tâm, phía trên này ga dây đó chân lùi đẹp, phía trên này đẹp. Rồi máy quay ok nha nè, máy quay ngon. Hàng này hàng máy in da băng nè, máy in da băng cho nè. Máy quay cực kỳ ngon luôn. Ta quay là ta quay ghê gặp nên nè. Anh em bung ra tự siết nè. Xe máy tương đương 10.000, con này xe 10.000 cho anh em nha. Rồi, con này ga tô máy đi. 1 2 3 4 4.5. 5 chấm, nó không tới 5 chấm, tầm 4.6, 4.7 nè, tầm 4.7 á. Nó tầm 4.7 chứ nè. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được nha. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được. Con này mã số là mã số 14 á nè. 14 thì con này em để cho anh em giá là 350 ngàn thôi. 350 ngàn thôi nè. Nó hình nó hơi xấu nha, anh em chú ý màn hình nó xấu nha anh em. Nó màn hình nó đẹp không có giá này đâu. Mã số 14 giá 350. Tiếp theo mã 15. 15 là lên con Shimano tiếp tục anh em. Con Shimano này là con Shimano Mid 400 nè. Shimano Mid 400. Cước 8 anh em sẽ vô được 280m, cước 7 anh em vô là 305m, cước 6 anh em vô 360m nha. Con này tương đương với cước số 9 anh em sẽ vô là nó trừ lại là 25. Nó trừ lại 25 vậy là nó lên 25. Là nó là cước 9 anh em vô được 255m. Đó, cước 10 anh em vô tầm 200m. Ok nè, xe con này xe cũng tương đương 10.000 luôn. Xe này tương đương 10.000 cho anh em luôn nha. Gạt cước ngon lành, lăn cước nè. Rồi, máy chạy ngon lành vậy nè. Máy của hãng Shimano. Con Shimano nó cốt chà bá luôn. Anh quay anh em quay mấy con Shimano nó đầm ghê à. Con này ngoại hình còn đẹp chứ nè. Con này ngoại hình còn đẹp nha. Hình nó còn đẹp hơn con kia nhiều lắm. Đó, hình còn đẹp hơn con kia nhiều lắm. Con Shimano. Rồi, con này ra tô máy nè. 1 2 3 4 4.5 cũng 4.7 luôn nè, 4.7 4.8 luôn. Em thấy quay mượt không? Rất là ngon. Hai chiều cho anh em đi. Ta quay cũng là ta quay gặp. Nó anh em bung ra tự ship lại. Xe máy 10 nha. Mã số con này mã số là mã số 10 16 15 anh em. Con này mã 15 nha. 15 con này bán cho anh em giá 500 nè. 15 con này bán cho anh em giá 500 nghìn. Rồi tiếp theo mã 16 anh em. 16 là con Riwi. 16 lên cho em con Riwi SLS nè. Con này màu hình cực đẹp luôn. Cái này nó măng keo đi dán dây nè em, chứ không phải là bị chày gì đâu, măng keo đi dán dây á. Con này ga tô máy là 4.3, con này thông số đây. Con này thông số là cước 0.50 anh em sẽ vô được 180m. 0.50 anh em vô 180m, 0.45 anh em vô 210. Xe này xe 8.000 cho nè. Xe nó tầm 8.000 cho anh em nha. Riwi SLS. Bắt bạn đồ đầy đủ cho anh em nha. Hàng máy in da băng nè.
bát chim da băng cho anh em, 2 chiều cho anh em đây. Lăng cước đá sứ nha anh em, lăng con này là lăng đá sứ nè. Hàng Ruby Mobin đây. Ok nè, hình sáng chân nè. Con này ga tô máy. Ga tô máy này 4.3, xe máy tương đương 8.000 cho anh. Máy thân cối carbon, tàu quay là tàu quay kim loại. Mã con này mã là mã 16 nha, bán cho anh em 500. 16 giá 500 nè. Tiếp theo là lên 17 nè. 17 lên cho em cặp cần 1m65. Cặp này là cặp 1m65 nè. Cây trắng 1m65, cây xanh này 1m65. Dàn khoan hai cây đây. Dàn khoan cây này nó bị tan nha, có bị tan nhẹ thôi. Đó, phía trong thì có đá sứ 1m65. Cây xanh này nè, cây xanh này phía gốc nó có bị chóc sơn nè, nó bị chóc sơn phía gốc này nè ha. Rồi, phần lóng nè. Phần lóng đây nè. Lóng nó đẹp nha. Đó, lóng nó ok nè. Lóng khá là ok luôn. Rồi, độ cứng hai cây này nè. Cây trắng thì độ cứng tương đương 15. Cây xanh độ cứng tương đương là... Hai cây này độ cứng tương đương bằng nhau nè. Hai cây này bằng nhau ha. Độ cứng tương đương 15 cho nè. 1m65. Cặp này bán cho anh em mã số là mã số 17. Thu gọn lên cho anh em hai cây này. Hai cây này thu gọn, cây trắng thu gọn lại là nó sẽ... Cây xanh nó thu gọn, nó sẽ dài cây trắng một tí đó nè. Rồi, thì cặp này 20-40, nó tầm khoảng 43 xăng. Tầm khoảng 43 xăng cho anh em. Mã số là mã số 17 giá 200. 17 giá 200 anh em. Tiếp theo 18 nè. Nó cũng 1m65 luôn. Mà cặp này thì dàn khoen cực đẹp. Em thấy dàn khoen không? Dàn khoen siêu đẹp luôn. Đó. Ok chưa nè. Một cây màu cam và một cây màu xanh nha. Đó, hai cây màu rất là nổi luôn. Cây xanh này 1m65. Cây cơm bách 1m65. Cái cây cam này phanh bách 1m65. Đó. Dàn khoen hai cái này cực đẹp. Rồi, lóng cho anh em đây. Ngọn hai cây đều là ngọn đặc nè. Lóng đây nè. Lóng sáng chân luôn. Nói chung hai cây này rất là đẹp luôn nè. Rất là đẹp luôn. Chỗ này dính keo này nè. Chứ không phải nói là gì. Để em chùi lại cái em báo cho anh em đi. Chỗ này dính keo thôi. Rồi, đây anh em ơi. Đó, cái phần dính keo hồi nãy nè. Nói chung là dính keo thôi. Cặp này thì cực kỳ đẹp cho anh em ơi. Không có gì phải chê nữa hết. 1m65. Đó, phần gốc đây. Em thấy không? Đẹp ken ha. Rồi, cặp này độ cứng. Độ cứng cây cam là tương đương 20, độ cứng cây xanh tương đương 20. Hai cây này độ cứng cũng bằng nhau luôn nè. Hai cây này độ cứng bằng nhau luôn. Tầm 20. Đó, em thấy từng khoen ha. Cặp này mã số nè. Mã số cặp này là mã 18 nè. Mã 18 cặp này em bán cho anh em giá là 280.000 nha. 280 nè, mã 18. Tiếp theo mã 19 nè. Mã 19. Mã 19 thì em lên cho anh em cặp này. Nó có độ dài là 1m8 nè, 1m8 nha. Cái cặp này thì cái khoen dặn là hai cái cây đều khoen dặn ở trên xuống nha. Đó, hai cây đều khoen dặn ở trên xuống nè. Dàn khoen đây. Dàn khoen cây che cây này nó còn sáng nè. Cây này thì nó chày nó bị tan nhưng mà tan ít thôi nè. Đó. Rồi phần đọt đây. Đó, phần đọt như nè. Lóng đây, lóng thì đẹp, lóng sáng chân. 1m8. Rồi, cặp này độ cứng. Độ cứng cặp này là cái cây màu gốc hồng này nè, cây gốc hồng này sẽ độ cứng 15 nè. Cái cây gốc hồng độ cứng 15 nè. Cái cây gốc xám này độ cứng nó cứng hơn xíu ở tầm 20 nè. Đó. Cây gốc hồng nó sẽ cứng, nó sẽ dịu hơn, nó sẽ dịu hơn cái cây gốc xám nha nè. 1m8. Rồi cặp này em thu gọn cho anh em nè. 20 40 nó tầm 45 xăng anh em, 45 xăng trở lại nha, 45 xăng quay đầu. Cặp này mã số là mã số 18 anh em.
19 nữa, cặp này mã 19. 220.000 mã 19. Tiếp theo là mã 20. 20 thì cặp này nó có độ dài là 1m8 luôn nè. 1m8 luôn, một cây đỏ và một cây xám nha. 1m8 luôn, cái vàng khoen đây. Đó, hai cây này vàng khoen còn khá là đẹp nè. Chỉ có cái cây này nè, cái cây này nó có bị tan một cái chỗ này nè. Anh em thấy không? Còn cây này vàng khoen đẹp nè. Rồi, lóng ngọn đây nè, thằng lóng đây đó, lóng đẹp cho anh em ha. Hai cây đều là 1m8 hết. Rồi cái cây đỏ này độ cứng tương đương 15 cho anh em ha. Được, cây đỏ độ cứng 15, cây đỏ dịu nè. Hai cây đều độ cứng 15 thôi nè, hai cây này dịu nha. Hai cây này khá là dịu cho anh em, độ dài 1m8 nè. Hai cây này khá là dịu, độ cứng tầm 15 cho anh em ha. Ok nè. Rồi thu gọn lại cho nè. 20 40, khoảng 43 44 xăng anh em, cặp này khoảng 44 xăng nha. Hai cây này thu gọn bằng nhau nè. Mã số này, mã số là mã số 20 nha. 20 cặp này bán cho anh em 240. Tiếp theo 21 cặp này là ngoại hình nó xấu nè. Cặp này ngoại hình nó xấu. Báo với anh em cặp này ngoại hình xấu nè. Nên anh em vàng khoen nó xấu. Phía trong này đã sứ, anh em yên tâm, phía trong đã sứ mình cũng chai rồi hết rồi. Phía trong đã sứ ok. Cặp này độ dài 2m4 đây. Cặp này độ dài 2m4. Cây xanh này là độ dài 2m4 nè. Đó. Cây này độ dài 2m4 luôn. 2m4 luôn. Rồi, em kiểm tra phần khoen, phần lóng cho anh em nè, phần đọt, phần lóng nè. Rồi cái đọt đây nè. Đọt ok ha. Lóng trong nè. Cái cây đen lóng trong nó chạy nhiều nè, nó chốc sơn nhiều. Cái đen lóng trong chốc sơn nhiều cho nè. Cái đen này lóng trong chốc sơn nhiều nè. Cây đỏ này lóng trong ok. Cây hai cây này độ cứng rất là cao nha nè. Báo cho anh em độ cứng rất là cao. Hai cây độ cứng trên 25 ấy nè. Độ cứng tầm 25 trở lên á. Cây đỏ độ cứng tầm 30 luôn, rất là cứng luôn. Cây đỏ này cứng, cặp này cứng lắm anh em. Nói chung ngoại hình nó xấu nhưng mà chất lượng anh em xài là ok. Nó không gập dập, không gãy, không gì hết cho anh em. Hai cây đều cứng cứng lắm nha nè. Tầm 25-30 á. Cặp 24, cặp này bán giá rẻ cho anh em thôi. 21. Cặp này 21 bán cho anh em cặp này giá là 230.000 thôi. 230.000 mã 21. 230.000. Tiếp theo mã 22 cho anh em. Rồi, 22 cặp này. Nội thấy cái vàng lóng là 1, 2, 3, 4, 5, 5 khoen, 1 đầu u là thấy chất lượng như anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 5 khoen, 1 đầu u luôn. Cái này á, là một cây là 1m8 nè, một cây 2m1. Một cây 1m8, một cây 2m1 nè. Vàng khoen nó thì siêu đẹp. Em thấy vàng khoen hai cây rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn nè. Lóng đây, cái đọt của nó. Đây. Đọt với lóng đây nè. Cặp này nha em, cặp này là một cây là 1m8 nha, còn một cây là 2m1 anh em chú ý nha. Lóng trong nữa rất là đẹp. Rồi, em báo cho em cây 1m8 trước. Cây 1m8 độ cứng rất là cứng, tầm 25. Cây 2m1 độ cứng dịu tầm 15. Cây 2m1 độ cứng là 15, cây 1m8 độ cứng là 25. Anh em chú ý nha, cây 2m1 nó sẽ dịu hơn cây 1m8. Độ cứng nó tầm 15 nè. Cây 2m1 của cây 1m8 độ cứng tầm 25. Đó, một cây dịu, một cây cứng cho anh em nha. Bát sáng chân luôn em. Bát đẹp cực kỳ. Bát là bát nhôm đó nè. Cặp này thu gọn lại cho em. Để em thu gọn lại cái báo cho anh em nha. Rồi, cái cây trắng này thu gọn nó, cái cây này thu gọn nó ngắn hơn cây này tầm 5 cm nè. 20. Cây trắng này 40 nè, cây này 45 nè. Đó, một cây 40, cây 45 nè. Mã số 22. 22 thì cặp này em bán cho anh em giá là 280.000 nha. Rất là đẹp, chuyện quen rất là chất lượng luôn. 22 giá là 280.000. Tiếp theo mã 23 nè. 23.
23 cặp này lên cho em cặp này là 2m7. 2m7 nè. Cái này cây Trend Mini 2m7. Cây dưới này là cây cây đây sen. Đây đây neo anh em, đây neo 2m7. Rồi, hai cây đều là 2m7. Rồi. Dàn khoan cho anh em. Khoan hai cây này cũng khá là đẹp nè. Đó, khoan sáng chừng ha. Ok nè, dàn khoan sáng nha. 2m7. Rồi. Đọc đây nè. Cái này anh em. Cái cây này nè. Cái chỗ này nè, nó có một cái khoan nhưng mà nó bị gãy cái khoan ở đây à. Đó. Nó có thể có một khoan chạy ở bên đây nè. Mới gãy khoan chạy bên đây, cái này dính vô đây luôn nha nè. Lỏng là lỏng đẹp nè. Cặp này 2m7 cho anh em nè. Rồi. Hai cây này, cây xám này nha nè. Cây xám độ cứng tương đương là 20. Cây đen 20 luôn. Cây này tập cặp này độ cứng tương đương nhau 20. Cái cây xám này nè. Cái cây xám này nè. Cái này nó bị nó quấn cái dòng kẽm lại nên em cho nó bảo vệ cái này nè. Nó quấn dòng kẽm này nè. Đó, nói chung anh em siết xuống siết lên bình thường đó. Anh em dặn xuống dặn lên bình thường. Siết cái đó là bảo vệ cái đó nè. Rồi, cặp này thanh lý cho anh em luôn. Thanh lý giá rẻ cho anh em luôn. Cặp này mã số là mã số 23. Độ dài là 2m7. Mấy cặp 2m7 thường thường em bán cho anh em giá nó sẽ tầm 300.000 một cặp. Cặp này thu gọn lên cho anh em, cây trắng thu gọn 55, cây này thu cây đen thu gọn 50. Cặp 2m7. Cặp là bán cho anh em giá 250 nha. Mã 23. 250.000 nha. Tiếp theo mã 24. 24 là một cặp đàn 2m4 nha anh em. Cặp này thì đẹp nè. Đây nè. Đó, cặp 24 khoen đẹp nha. Rồi. Hai cây đều là 2m4 hết nè. Em kêu lưu gút bằng lóng cho anh em coi. Ok nè. Rất là đẹp. Rồi, cái cây xanh độ cứng tương đương 20 cho nè, cây xanh độ cứng tương đương 20. Cái cây đen này, cây đen độ cứng tương đương 30 cho nè. Cây đen độ cứng tương đương 30 nha. Cây đen này rất là cứng. Rồi, cặp này. Cái cây đen này nó bị gãy đọt nè, nó gãy đọt rồi. Cây đen này 2m4 còn tầm 2m2 nè. 2m2 nó gãy khoảng 20 cm đọt đó nè. Cái đen này nè, cái đen gãy 20 cm đọt nè. Độ cứng thì nhiều độ cứng nó cao quá nè. Độ cứng cái này còn thẩm khoảng 30 cái nè. Đó. Rồi cái này 2m4 với 2m2 nè, một cây 2m4, một cây 2m2 nha. Một cây 2m4, một cây 2m2, hai cây đẹp keng. Rồi cặp này là mã số 24. Rồi thu gọn. Cây này nó ngắn hơn cây kia 10 cm nè. 4 6. Cây này khoảng 60, thu gọn khoảng 60, cây này thu gọn khoảng 70. Cặp này mã số là mã số 24, giá bán cho anh em cặp này là 280.000. 280.000, mã số là mã số 24. Rồi thì kết thúc clip hôm nay luôn anh em. Tổng cộng là 24 mã số. Anh em mua mã số nào vui lòng liên hệ 0796430, đồ câu Phi Nguyễn nha anh em. Em chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau anh em.